Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định không triệu tập thủ thành Đặng Văn Lâm do những ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lúc này thì đội tuyển của chúng ta sẽ chỉ còn 3 thủ môn, đó là Tấn Trường, Văn Hoàng và Văn Toàn. Ngay bây giờ hãy cùng Netsport tham khảo ý kiến của một số chuyên gia xung quanh vấn đề này. Thực ra thì vài ba năm gần đây Văn Lâm đã là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam rồi. Thì Văn Lâm không tập trung được lần này, với tôi đó là một cái mất mát của đội Việt Nam. Tuy nhiên nó cũng giúp tôi giải tỏa được một cái lăn tăn, tức là lâu nay Văn Lâm không bắt chính một trận chính thức nào cả. Thì phong độ của anh ấy sao? Đấy, thế thì Văn Lâm trở lại đội tuyển trong bối cảnh mà lâu nay không có sát thì cũng là một cái mối lo. Thành ra hiện nay cái việc Văn Lâm vắng mặt là chúng ta không mong muốn, nhưng mà dù sao nó cũng giải tỏa được một lăn tăn của tôi và cũng là một cái hướng để mà anh em ba người còn lại là tập trung toàn bộ năng lực của mình tạo ra một sự cạnh tranh song phẳng. Đây rõ ràng là một sự thiếu vắng có thể ảnh hưởng đến cái việc duy trì cái chất lượng thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Bởi vì thực tế là Văn Lâm cho dù trong 5-6 tháng qua không thi đấu nhưng anh ấy vẫn là một thủ môn có chất lượng. Anh ấy là người nằm trong cái hệ thống thi đấu rất là quen thuộc của huấn luyện viên Park Hang-seo. Anh ấy có tầm vóc, có cái sự thông hiểu với các đồng đội trong cái hệ thống chiến thuật mà thầy Park đã gây dựng trong suốt 2-3 năm qua. Cái kinh nghiệm thi đấu quốc tế, cái vóc dáng của anh ấy nó rất là thuận lợi trong các cái cuộc so tài đỉnh cao có tính chất quốc tế, có những yếu tố cạnh tranh nó khốc liệt như những cái trận đấu mà chúng ta chuẩn bị trải qua ở vòng loại World Cup khu vực châu Á này. Và giả sử như cái việc tập trung của Văn Lâm có thể muộn thì nó cũng vẫn sẽ là một cái niềm tin cho ban huấn luyện trong cái việc mà lựa chọn giữa Văn Lâm hay những cái còn lại. Chúng ta biết rằng là mật độ thi đấu nó dày như vậy thì cái phương án thay thế là điều mà chúng ta cần phải tính đến. Và giả sử như chúng ta có vị trí thủ môn số 2, số 3 là những người có đầy đủ những cái yếu tố cả về mặt chuyên môn cũng như là về mặt gọi là niềm tin trong quá khứ thì rõ ràng nó cũng vẫn sẽ là tốt hơn rất là nhiều so với việc mà chúng ta mất đi một cầu thủ gọi là có quan trọng như vậy. Theo anh nghĩ thì mọi người cứ đặt nặng về Đặng Văn Lâm. Thì với anh đang có quan điểm của anh thì Đặng Văn Lâm trong một năm vừa qua thì cậu ta cũng không thi đấu nhiều. Với một thủ môn mà không thi đấu nhiều thì đương nhiên cái phong độ và cái tâm lý nó sẽ không được ổn định. Và Đặng Văn Lâm không thể có thể tham gia góp mặt thì đấy là tạo cơ hội cho những vị trí thủ môn khác. Và đặc điểm là bây giờ ông trong tay ông Bắc có Tấn Trường, ông Toàn, đấy, Văn Hoàng. Những cái vị trí đấy cũng là người ta cũng chứng minh được ở V-League rồi. Đây cái mà sẽ tạo được cái cơ hội cho những các thủ môn khác. Và người ta đã thi đấu rất tốt. Cái sự ổn định của người ta cũng có. Thì theo anh nghĩ là thiếu vắng Đặng Văn Lâm cũng không phải là một vấn đề lớn của đội tuyển. Một vị trí thủ môn và không được thi đấu thường xuyên thì cái sự ổn định không có. Đấy, và cái tâm lý thi đấu. Tuy Đặng Văn Lâm vẫn được là tập với một cái môi trường bóng đá cao hơn mình, nhưng mà không được thi đấu thì nó rất ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu với sự ổn định. Về đội tuyển tập trung lần này thì thiếu Văn Lâm thì mình thấy là đấy là một sự mất mát rất là lớn do đội tuyển Việt Nam. Thì Văn Lâm hiện tại là nhưng đang có phong độ rất tốt, với lại cái chỗ dựa tinh thần cho đội tuyển rất là cao. Nên là thiếu Văn Lâm thì thật sự là một bác rất là lớn cho đội tuyển. Về thủ môn, nếu mà anh chơi tốt, thi đấu ổn định thì nó sẽ là một cái mà tạo một tự tin rất là lớn cho đồng đội phía trên thi đấu. Văn Lâm thì thật sự là cũng là 60% một đội bóng, không phải 50% như bình thường, bởi vì anh ta là có khả năng chơi rất là vững vàng, hiện tại bây giờ đang vững vàng rất nhất trong thủ môn Việt Nam hiện tại theo mình đánh giá. Thì cũng đáng tiếc cho đội tuyển mình chứ, cho Gia Lâm chứ.
thì nói chung hồi giờ Lâm chơi cho đội tuyển tốt mà, nhưng mà vì sự cố thì dịch thì mình phải chịu thôi. Tại thì bây giờ phong độ của trường đồ vẫn tốt nên cũng không, thật sự cũng không đáng ngại lắm. Cho Lâm chơi tốt nhưng mà 6-7 tháng nay Lâm không chơi á, thì mình sợ phong độ của Lâm nó không được tốt thời điểm này. Do đặc thù của dịch giã thì Văn Lâm mặc dù những năm trước đã cống hiến rất là tốt, bắt rất tốt, nhưng mà đúng là dịch giã thế này, trong khi ở Việt Nam các cầu thủ vẫn hoạt động bóng đá được, thì ở nước ngoài nó không được như Việt Nam, và Văn Lâm thì cũng gián đoạn rất lâu rồi. Bởi thế Văn Lâm trở lại đội tuyển thì chúng ta cũng không thể chắc chắn rằng là anh có được cảm giác thứ nhất, bởi vì lâu rồi không được bắt một trận đấu chính thức. Thành ra tôi nghĩ rằng thôi, cũng là một cái cách để mà chúng ta không mong muốn, nhưng mà cũng là dịp để mà ba thủ môn Tấn Trường, Văn Hoàng, Văn Toàn tập trung để mà cạnh tranh với nhau. Hy vọng là không, bởi vì vị trí thủ môn là vị trí mà chúng ta cũng đã có được cái sự ổn định cao với Đặng Văn Lâm. Trong những trận đấu đã qua thì chúng ta ở vòng loại của World Cup ấy, chúng ta để lọt lưới có một bàn. Vâng. Trận Indonesia. Vâng. Lượt đi. Như thế là một cái hiệu suất nó cao. Nó là kết quả của cả một cái hệ thống thi đấu. Vâng. Trong đó có vai trò của cầu thủ phòng ngự và nổi bật lên là vị trí thủ môn. Và hy vọng rằng là điều này vẫn sẽ được duy trì. Nhưng rõ ràng là chúng ta cần phải duy trì bằng cả hệ thống, chứ không phải chỉ trông chờ vào một cái vị trí cá nhân cụ thể. Còn tất nhiên vị trí thủ môn là một vị trí mà sai số xuất hiện ở vị trí này thì nó gần như không có nhiều cơ hội để chúng ta sửa chữa. Vậy nên là chúng ta cũng hy vọng rằng là những người được lựa chọn thay thế là Tấn Trường, là Văn Toản hay là Văn Hoàng thì cũng sẽ đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Thực ra thì chúng ta cũng đang hơi quá lo lắng đến cái yếu tố này. Chúng ta cảm nhận được là đấy là một sự thiếu vắng nó tương đối lớn. Nhưng trên thực tế là kể cả khi Đặng Văn Lâm đang duy trì được phong độ cao thì huấn luyện viên Park Hang-seo, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn mong muốn có cả một trường hợp ở một cái tầm cỡ nó lớn hơn với cái việc mà đưa Philip Nguyễn về. Cái sự mong mỏi đó là một cái sự mong mỏi nó cũng rất là bình thường trong thể thao. Ta vẫn luôn luôn mong muốn cái gì nó an toàn hơn, nó chắc chắn hơn ở cái vị trí này. Đồng nghĩa với việc là những người đang có của chúng ta nó vẫn đang còn thiếu một cái gì, yếu tố gì đó. Vậy thì chúng ta cần phải có cái sự củng cố bằng cả hệ thống, chứ không phải chỉ trông chờ vào những cá nhân cụ thể. Nó không phải là đặt nặng nhiều quá. Tại vì một cái Đặng Văn Lâm thì đương nhiên cậu ta là còn kia. Thì trong mắt người hâm mộ cũng như là đội tuyển, Lâm làm rất tốt trong những thời gian Lâm bên đội tuyển. Nhưng Lâm sang nước ngoài thi đấu trong một năm vừa rồi, Lâm không được thi đấu. Và cộng thêm nữa là cậu ta cũng là vừa mới sang Osaka. Thì những cái mà để mà cái phong độ ấy, được thi đấu với team bắt nhịp được giải đấu ấy, thì anh nghĩ là tiểu vắng Đặng Văn Lâm thì không phải là đáng ngại cho đội tuyển Việt Nam, và có thể là người thay thế như Tấn Trường hay Văn Toản đều xứng đáng, và anh nghĩ là hai thủ môn này sẽ chơi tốt. Thủ môn Bùi Tấn Trường với tôi là thủ môn xứng đáng được bắt chính. Thực ra Tấn Trường là thủ môn đã nổi lên từ rất lâu rồi, hơn 10 năm trước. Sự nghiệp của anh có những cái thăng trầm, và tôi biết đến bây giờ thì vẫn nhiều người nhớ lại những kỷ niệm không vui của Tấn Trường đội tuyển. Đầu tiên là SEA Games Lào 2009, cái bàn thua đấy thì dẫu rằng là không chỉ riêng anh có lỗi, nhưng mà cũng là một cái hình ảnh mà chúng ta nhớ và cảm thấy cũng buồn, bởi vì ông Calisto sau trận đấu thì bản thân cũng đã không giữ bình tĩnh với Tấn Trường. Sau đó một năm thì anh lại mắc sai lầm ở bán kết lượt đi gặp Malaysia. Tuy nhiên là thời gian đã trôi qua lâu rồi, và tôi thấy là gần đây Tấn Trường bắt khá là chỉnh chu về câu lạc bộ Hà Nội, thì đấy là một môi trường quản quân tốt, và Tấn Trường đã trở lại phong độ của mình. Thành ra tôi nghĩ rằng là Tấn Trường đang là thủ môn vững vàng, có chiều cao vượt trội, lại phát động phản công tốt, và đồng thời anh ấy có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, thành ra là nên trao cơ hội cho Tấn Trường. Cũng là một dịp để anh ấy những cái gì trước đây dở dang với đội tuyển thì hiện nay anh ấy có thể cống hiến và trọn vẹn ở một cái độ tuổi mà anh đã chín rồi. Tất nhiên Văn Toản và Văn Hoàng tôi đánh giá rất là cao. Chúng ta có ba thủ môn chiều cao đang rất là tốt. Tấn Trường 1m88, Văn Toản, Văn Hoàng đều 1m86.
hai thủ môn trẻ thì cũng đang có sức vươn rất là tốt và cũng sẵn sàng lên vị trí. Nhưng mà có lẽ là ở trận đấu đầu tiên sau thời gian mà chúng ta cũng đừng quên rằng là hơn một năm đội Việt Nam không đá chính một trận nào cả. Thế thì sau quãng thời gian như vậy thì cần kinh nghiệm của một thủ môn bản tính thì tôi vẫn thiên về Tấn Trường. Bây giờ chúng ta có Tấn Trường, có Văn Toàn, có Văn Hoàng, thì mỗi người đều có những cái điểm lợi thế nhất định. Nhưng xét tổng thể cho đến lúc này thì khó có cửa cho hai người trẻ hơn cạnh tranh được với Bùi Tấn Trường. Xét về góc độ kỹ thuật thì Tấn Trường là người có được độ hoàn thiện cao so với mặt bằng chung của bóng đá Việt Nam. Trong nhiều năm qua anh ấy không chơi cho đội tuyển và anh ấy có những điểm khiếm khuyết, đó là sự thiếu tập trung ở một vài cái thời điểm dẫn đến những kết quả thi đấu cho các đội bóng anh ấy phục vụ, trong đó có cả cấp độ đội tuyển mà chúng ta đã từng thấy. Tuy nhiên cái giai đoạn 1 của mùa giải này khi chơi cho câu lạc bộ Hà Nội thì Tấn Trường đã thể hiện được một phong độ rất là cao, và cái phong độ đấy nó tạo cho rất nhiều người, trong đó có ban huấn luyện, cảm nhận được một cái sự tin tưởng nhất định, trước hết là về mặt chuyên môn đã, và thứ hai rất có thể cái tuổi tác của Tấn Trường, cái sự tập trung của Tấn Trường ở độ tuổi mà chúng ta đang thấy ngày hôm nay ấy, nó giúp cho anh ấy hoàn thiện hơn, tạo ra được một cái sự cân bằng hơn, tỉnh táo hơn để hạn chế những điểm có thể nói là còn khiếm khuyết của mình. Anh nghĩ một thủ môn thì trước mắt là bàn đấy là phải luôn luôn là cái thoải mái nhất, và đừng để cho cái căng thẳng trước trận đấu luôn luôn là tạo cho mình được cái hưng phấn. Thì lúc anh lên đội một cùng nói chuyện với Tấn Trường và anh cũng qua được những cái buổi tập, qua những cái trận thi đấu của bạn ấy, anh thấy bạn ấy trưởng thành rất nhiều và bạn ấy có cái sự trưởng trạng hơn, như giống như mình bảo là những cái trên sân ấy đấy, những cái đấy là cái động lực cho vận động viên, cho cả đội bóng. Thì anh cảm nhận được là Tấn Trường trưởng trạng, và những cái mà mắc sai lầm ấy, anh nghĩ là cầu thủ nào cũng mắc sai lầm, nhưng quan trọng nhất là mình biết sửa sai và thời điểm đấy. Như một thủ môn cũng như anh cũng là một cái thời điểm anh mắc sai lầm, nhưng cái sự được sự tin tưởng của huấn luyện viên thì đấy là cái mà để tạo được thêm cái động lực cho mình để mình thi đấu. Thì mong là Tấn Trường cũng là làm sao mình có áp lực đặt nặng lên mình nhiều quá, và mình thoải mái và mình tận hưởng cái trận đấu mình được thi đấu. Theo quan điểm của mình thì trong ba thủ môn Tấn Trường với Văn Toản, Văn Hoàng thì mình cũng để ý theo dõi cả ba thủ môn này. Thì nhưng về Tấn Trường thì là mình biết từ ngày xưa rồi, và bây giờ cũng đã có tuổi mà cũng thì lần rồi thi đấu cho Hà Nội thì cũng rất là chững chạc, với lại cũng phong độ cũng ổn định. Còn Văn Toản thì phong độ bây giờ không thiếu thiếu ổn định, cũng như Văn Hoàng cũng thế. Hai Văn Toản với Văn Hoàng thì vẫn còn cần có thời gian nữa để khẳng định bản thân của mình. Quan điểm của mình thì chắc là mình sẽ chọn Tấn Trường, chắc là mình khá an toàn. Thì trong nếu mà bây giờ không có Lâm thì đương nhiên vị trí số 1 thì mình nghĩ là Tấn Trường là phải kinh nghiệm nhiều nhất rồi. Chứ bây giờ chỗ Hoàng với Tổn thì còn non mà chưa kinh nghiệm nhiều. Tôi nghĩ rằng là chúng ta đang gặp một cái lịch thi đấu thuận lợi không chỉ cho thủ môn mà cho cả ban huấn luyện cũng như cầu thủ nữa, bởi vì cấp độ khó nó tăng dần lên sau quãng thời gian nghỉ. Thì về lý thuyết lúc này Indonesia vẫn còn yếu nhất để mà chúng ta có thể có tự tin, cũng như là biết đâu đấy lại có thể thử nghiệm được cái gì đó trong trận đấu này. Tấn Trường thì về kinh nghiệm cũng như là cái sự chứng trả của Tấn Trường khi đứng nhất của môn thì mình cũng là đồng nghiệp Tấn Trường, thì mình cũng có lời chúc và lời gọi nhắn nhủ đến Tấn Trường là hãy bình tĩnh tự tin và dập dao qua những rào cản tâm lý để thi đấu thật tốt, để mang lại thành tích tốt cho đội tuyển Việt Nam. Mình hy vọng mình kiếm được 6 điểm để đi tiếp vào vòng sau. Mình cũng lo lắm, thứ nhất thì Trường thì lâu ngày mới trở lại đội tuyển,
thì cái cũng công cũng làm cái áp lực của trường, nhưng mà mình nghĩ trường đã là già dặn và kinh nghiệm thì mình nghĩ cái đó cũng có thể là vượt, trường sẽ vượt qua được.